Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hôm nay mình mời các bạn đến xã Vĩnh Mỹ A và chợ Vĩnh Mỹ A thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Từ quốc lộ 1A đoạn qua xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, các bạn đi qua cây cầu treo này sẽ đến địa bàn của xã Vĩnh Mỹ A. Và hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng đến với xã Vĩnh Mỹ A và chợ Vĩnh Mỹ A thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cùng với mình nhé. Đây là con sông Bạc Liêu - Cà Mau. Bên kia sông là con đường quốc lộ 1A đó các bạn. Đó là khu chợ cầu số 2. Hướng này đi về thành phố Cà Mau. Đó là cây cầu số 2, còn có tên gọi là cầu Cái Hưu đó các bạn. Đây là con đường vào chợ Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Vĩnh Mỹ A là một xã thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Xã Vĩnh Mỹ A nằm ở phía tây huyện Hòa Bình, cách trung tâm huyện 5 km. Xã Vĩnh Mỹ A phía đông giáp thị trấn Hòa Bình, phía tây giáp huyện Đông Hải, phía nam giáp xã Vĩnh Thịnh, phía bắc giáp xã Vĩnh Mỹ B. Xã Vĩnh Mỹ A có diện tích là 51,64 km². Xã Vĩnh Mỹ A được chia thành 12 ấp. 1 là ấp 15A, 2 là Châu Phú, 3 là Do Thới, 4 là Huy Hết, 5 là Tân Tiến, 6 là Vĩnh Hiệp, 7 là Vĩnh Hội, 8 là Vĩnh Tân, 9 là Vĩnh Thành, 10 là Vĩnh Thạnh, 11 là xóm lớn A và 12 là xóm lớn B. Xã Vĩnh Mỹ A tiền thân là làng Vĩnh Mỹ. Ngày 25 tháng 7 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định về việc điều chỉnh một số xã của huyện Vĩnh Lợi thuộc tỉnh Minh Hải, chia xã Vĩnh Mỹ A thành 4 xã, lấy tên là xã Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Thịnh và xã Vĩnh Hậu đó các bạn. Ngày 8 tháng 11 năm 1990, địa giới hành chính của huyện Vĩnh Lợi có sự điều chỉnh như giải thể xã Vĩnh Thắng, nhập vào xã Vĩnh Mỹ A và xã Vĩnh Mỹ A thuộc huyện Vĩnh Lợi. Ngày 26 tháng 7 năm 2005,
Chính phủ Việt Nam ban hành nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vĩnh Lợi để thành lập huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, xã Vĩnh Mỹ A thuộc huyện Hòa Bình cho đến nay đó các bạn. Đây là nhà thờ Vĩnh Mỹ. Ngôi nhà thờ này tọa lạc tại ấp Châu Thới, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Thì như bên kia nó phải qua sông hồ quẹo lại qua đây mới có chạy ngang nhà lòng chợ, đi đường bên đây thì nó không có chạy ngang, nên nó có cái cầu qua đây nè, cầu đó là qua chợ đó hả? Nhà lòng nó nằm bên đây. Và đây là khu chợ Vĩnh Mỹ A. Ở đây là chợ Vĩnh Mỹ. Chợ Vĩnh Mỹ đó. Cái chỗ đó quay chụp chợ luôn kìa. À. Đó, chợ Vĩnh Mỹ A. Dạ dạ. Khu chợ tuy nhỏ nhưng bán đầy đủ các mặt hàng rau củ quả, thịt cá. Buổi sáng ngôi chợ rất là nhộn nhịp đó các bạn, người đi chợ rất là đông vui.
Quán ăn uống rất là đông khách. Ở gần chợ có ngôi đình thần Vĩnh Mỹ. Đây là di tích cấp tỉnh đó các bạn. Hàng năm vào ngày 18, 19, 20 tháng Giêng, đình thường tổ chức lễ hội. Đây là lễ hội thường niên lớn nhất địa phương đó các bạn. Rời chợ Vĩnh Mỹ A, mình đi về hướng biển thuộc ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A. Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Tân, ở đây còn Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Tân qua cầu đó mới tới Vĩnh Hòa của Vĩnh Thịnh. Qua cầu này chứ, nhầm. Qua cầu này. Cầu này là vô trên Vĩnh Thịnh. Vĩnh Hòa của Vĩnh Thịnh. Đến đây là hết địa bàn của xã Vĩnh Mỹ A. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn. Xã Vĩnh Thịnh, ấp Vĩnh Hòa.